Việc hiến tạng có thể thay đổi cuộc sống của người được ghép tạng và gia đình của họ. Khoảng 1.400 người nằm trong danh sách chờ ghép tạng và 11.000 người đang được lọc máu chờ ghép thận ở Úc. Tất cả các tôn giáo lớn đều ủng hộ hiến tạng và mô, bao gồm Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, đạo Sikh, Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo. Trở thành một người hiến tạng không ảnh hưởng đến việc tổ chức tang lễ. Cơ thể của người hiến tặng luôn được tôn kính và coi trọng. Và gia đình vẫn có thể để quan tài mở nắp khi viếng tang. Trò chuyện với gia đình và bạn bè về nguyện vọng hiến tặng nội tạng của bạn. Gia đình và những người gần gũi sẽ được yêu cầu xác nhận mong muốn hiến tặng của bạn nếu có chuyện xảy ra. Bạn cần có thẻ Medicare để đăng ký. Có thể đăng ký bằng cách truy cập www.donorregister.gov.au và đăng ký trực tuyến. Gọi số 1800 777 203 hoặc đến văn phòng Medicare địa phương. Vì vậy, hãy đăng ký ngay hôm nay.